Hello anh hôm nay mình chia sẻ với anh em cách nhé để chiến đấu một con cá nhé, một cái túi đi, chính xác một cái túi đi, bikini 30. Việc đầu tiên là ta sẽ chọn những con cá đẹp nhất trong những con cá ta mua về, vì thường là lựa về nó không phải con nào cũng tuyệt vời như nhau đâu. Ta sẽ lựa những con nó không lỗi thì ta làm. Ví dụ con nào đẹp nhất thì sẽ làm mặt trước, mặt thân sau, thân trước làm nắp này đấy, và những con mà nó ta lựa những chỗ mà nó không bị lỗi thì ta có thể làm hai cái gô xét, cái đuôi thì làm button đáy, còn lại là cắt blender button này, quai. Khi mà ta định hình được những cái con nào để làm cái gì, để cắt cái phần nào của chiếc túi, thì ta bắt đầu ta chọn chuyển sang bước là ta lựa vân và chiều để cắt. Bởi vì một con cá một trên một cái túi chuẩn với cá ấy, là nó sẽ khác nhau ở cái chỗ là thân trước và thân sau. Thường là chúng ta sẽ cắt cái thân chiếc pattern này, sẽ cắt thân trước trước. Ví dụ con này tôi thấy ok nhất, và đây là vân hoàn hảo nhé. À, nói về vân đã, vân thì trên vân của một chiếc túi cá sấu thì nó sẽ gọi là hoàn hảo nhất trên bikini ấy, là nó sẽ phải có cái vân đối xứng nhất và vừa vặn nhất. Tất cả các túi thì nó sẽ tính từ cái đai này ra, đai cái móc đài này, móc đài. Và nếu mà hoàn hảo thì là phần này là phần, nó là phần tròn của lưng này ra, phần tròn lưng ra, và phần từ móc đài bên trái đến móc đài bên phải, cũng nghĩa là qua phần quai này, là phần vân bụng, cũng nghĩa là nó sẽ là phần đây, nó là phần từ đây sang đây. Đây, một con cá từ đây sang đây sẽ là cái phần vân của, để phần vân để dành cho hai cái móc quai, và cũng gọi là giữa từ đây ra là cái phần từ móc đặt hết. Và đây tôi bấm lên để anh em sẽ nhìn xem dễ. Đây. Đấy, thì nó sẽ là từ đây vào đây là phần vân bụng, và ở đây gần như là con này là tôi chọn là tạm ổn. Đấy, quần cho hoàn hảo phần này. Con này tôi chọn làm thân trước, còn con này thì tôi chọn làm thân sau, và thân sau ta cắt sẽ nó khác thân trước, các bạn để ý nhé. Bây giờ tôi cắt này, trên một cái pattern thiết kế thì nó sẽ có những điểm cơ bản: tơn lốc ở giữa, quai hai cái móc khóa, hai cái lỗ đai. Và ở đây thì trên cái túi thì ta phải để ý nhất là móc này tơn lốc ở giữa này, hai quai thì để nó làm màu nào, còn những phần còn lại ta có thể đục sau, dùi sau. Theo chiều của túi thì ta sẽ cắt cái thân trước là lấy từ dọc thân, lấy từ trên lên, đây phần đuôi, phần thân đầu trên thì sẽ lấy đúng cái chiều thân luôn, đúng cái chiều thân này. Và điểm giữa button này ta lấy dọc theo thân để lấy tâm luôn, từ mũi con cá, đuôi con cá, ở đây thì lấy cái phần rốn đi dọc này thì nó ở giữa tâm này, đây theo đường tâm này luôn.
sau khi cắt được thân trước thì ta sẽ xử cái thân sau. Bây giờ các bạn sẽ nhìn rõ hơn cái vân cá lựa này của con cá. Và đây cái chỗ ta chọn này. Đấy, tơn. Khi vân nó hoàn hảo thì ta sẽ phải để cái vân trên túi nó hoàn hảo, thì ta phải chọn cái cá, cái size cá và size túi nó không quá lớn, nó gọi là phù hợp. Ví dụ là con size 25 này, 30, 35 này thì ta phải chọn con cá làm nhiều, ta có kinh nghiệm để ta chọn con cá, cái size cá nó phù hợp. Ta để được thân trước này. Thân sau, cái cắt thân sau là cắt như nào? Cắt thân sau nhá các bác nhá, là nó sẽ ngược vân với thân trước. Đấy. Ở đây thân sau, nãy ta cắt thân trước là ta cắt theo chiều dọc, bây giờ cắt thân sau thì ta sẽ ngược lại để lấy thân sau. Rất đối xứng luôn. Ta đã được thân sau. Rồi, hai cái đuôi rồi mình cắt ra này, tôi sẽ lựa ra cái nào cái đuôi nào vân đẹp để làm đáy hoặc là quai. Và quan trọng nữa là cái đuôi nó vừa nhé các bác nhé, đẹp và vừa, cận nó hoàn hảo á. Vậy là ta đã cắt gần như phần được cơ bản một cái túi bikini rồi. Phần sau các bác cố gắng theo dõi, chờ đợi và theo dõi tiếp nhé.
Cảm ơn các bác.